Nhà vườn Phong Sơn gửi lời chào toàn thể các bác yêu cây. Đó. Giới thiệu với các bác một cặp xanh Nam Điền, chuẩn Nam Điền xịn. Nam Điền xịn 100%. Đó, một cặp xanh Nam Điền trị giá 28 triệu. Đã bao gồm cả chậu và vận chuyển cho các bác. Đó, cả chậu, cả vận chuyển hai cây các bác nhé, trị 28 triệu. Đó, em dọn vườn bán thanh lý giá rẻ để các bác chơi. Đặc biệt đây là xanh Nam Điền, các bác càng chơi thì nó càng có giá. Một bộ đôi dáng trực huyền ôm đá. Đó, em quay gần để các bác coi này. Ôm đá này. Đó, rễ quấn quanh đá. Đặc biệt xanh Nam Điền các bác nhìn này. Đó, dăm nó rất là mịn. Đó, lá mịn tít. Đó, lá nhỏ. Đó, dăm mịn. Đó, tán nó dày. Đây là cái đặc điểm mà nổi bật và được nhiều anh em ưa thích xanh Nam Điền là vì thế. Đó, em quay gần này. Một bộ đôi dáng trực huyền rất là đẹp. Trực huyền, đó, trực thể hiện cho tính cương trực thẳng thắn. Huyền thể hiện là sự khôn khéo, khôn ngoan của gia chủ. Một bộ đôi chỉ có 28 triệu, đã bao gồm cả chậu các bạn. Chiều cao của cây. Cây thì có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 2m1 và tán huyền của cây là 2m2. Và kích thước chậu, đây là một cặp chậu ở Long Phụng các bạn. Chậu hoa văn nổi này, hoa văn năm nổi này. Con Phụng, con Phượng và con Rồng. Đó, Long Chầu, Phượng Phụng. Chậu thì có kích thước dài 1m6 và chiều ngang là 1m2. Các bác cân đối, các bác có nhà rộng, nhà biệt thự, ở nhà các bác đẹp rồi đó. Hay là sân vườn công ty, nhà thờ tổ, các bác chơi loại này đều rất là hợp lý. Bởi vì loại này chơi rất là dễ, đặc biệt là khỏe, dai sống đó, rất là dai, sức sống bền bỉ đó. Các bác cứ yên tâm, cây em giao tận nơi, các bác nhận đúng cây này mới thanh toán. 28 triệu, có gia lộc cho anh em gần. Đó, rất mong được giao lưu cùng các bác.